và triển khai tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai ngừa covid-19. Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo liên quan đến covid-19 nếu Bắc Triều Tiên chấp nhận. chuyên gia kêu gọi nhanh chóng ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan. thêm nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Canada, Mỹ. điều tra vụ tàu cá bị đâm chìm khiến 60 ngư dân rơi xuống biển. Xin kính chào quý vị quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh đáng chú ý trong nước và quốc tế cũng như những tin tức nóng nhất. Trước tình hình COVID-19 trên thế giới đang diễn ra phức tạp thì mới đây Cuba đã bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường thứ hai, tức là mũi thứ năm ngừa COVID-19 cho người dân thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương ở tỉnh miền Trung Villa Clara. Trong khi Việt Nam mới bắt đầu triển khai tiêm chủng mũi thứ tư, thì tại Cuba, Bộ Y tế nước này đã bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ năm. Tiến sĩ Mireya Sepero, giám đốc dịch tễ học của tỉnh Villa Clara cho biết, loại vaccine được áp dụng trong đợt tiêm này chỉ định của các chuyên gia thuộc Bộ Y tế là Soberana Plus do Viện Vaccine Philae của Cuba nghiên cứu và phát triển. Cán bộ y tế và hải quan người lao động trong ngành du lịch và các thành viên tham gia tuyến đầu chống dịch sẽ tiêm trước tiên, sau đó tới những người trên 50 tuổi và những người đã hoàn thành liều tăng cường đầu tiên trước đó 5 tháng. Ngoài ra, những người đã hoàn thành đủ 3 liều vaccine Soberana 02 theo phát đồ cơ bản của Bộ Y tế Cuba, những người đã khỏi COVID-19 và những người đã được tiêm liều tăng cường với vaccine Soberana Plus trước đó 6 tháng cũng có thể tham gia tiêm đợt này. Ngày 26 tháng 5, Cuba ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 và tiếp tục không có trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 nào. Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 cho tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng 1.105.136 ca Covid-19, trong đó có 1.096.336 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,2% quốc đảo Caribe đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 ba liệu cho gần 90% dân số với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liệu thứ tư cho hơn 7,2 triệu người trên tổng số 11 triệu 180.000 dân. Các nhà khoa học Cuba cũng đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 Abdala ở trẻ từ 6 đến 11 tháng tuổi. Nếu thành công, vaccine Abdala do Cuba nghiên cứu và phát triển sẽ trở thành một trong những chế phẩm ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, an toàn đối với trẻ em dưới 1 tuổi. Để bảo vệ người dân thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương, chính phủ Cuba đang triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường thứ hai cho mọi người dân đủ điều kiện. Đây là bước đi mới nhất của quốc đảo Caribe nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Trong 24 giờ qua, Triều Tiên tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với trên 105.000 ca. Trước tình hình làn sóng COVID-19 ngày một lan rộng tại Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo liên quan tới COVID-19 như các vật phẩm y tế thiết yếu như vaccine, thuốc điều trị, máy móc y tế nếu quốc gia này chấp nhận. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 25 tháng 5 cho biết phái đoàn chính phủ Hàn Quốc đã tham dự kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới WSA lần thứ 75 diễn ra tại Geneva Thụy Sĩ. Người đứng đầu phái đoàn là quan chức phụ trách các vấn đề về hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi John Chan Sik, ngày 21 tháng 5 đã có bài phát biểu với chủ đề Hòa bình vì sức khỏe, sức khỏe vì hòa bình. Đầu tiên, ông Jun bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng, tình trạng xâm phạm nhân quyền và hệ thống y tế bị phá hủy do chiến tranh Nga-Ukraine, hối thúc các bên đương sự giải quyết xung đột. Tiếp đó liên quan đến tình hình dịch COVID-19 lan rộng tại Bắc Triều Tiên, gần đây quan chức này cho rằng cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc. Nếu Bình Nhưỡng chấp nhận, Seoul sẵn sàng cung cấp các vật phẩm y tế thiết yếu như vaccine, thuốc điều trị, máy móc y tế. Hàn Quốc mong nhận được phản hồi của Bắc Triều Tiên. Phía miền Bắc cũng đã có bài phát biểu giải thích về nỗ lực đối phó với COVID-19, song không đề cập hoặc có phản ứng gì liên quan đến hỗ trợ từ bên ngoài, bao gồm cả hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Mặc dù đứng đầu thế giới về số ca mắc mới, tuy nhiên Triều Tiên vẫn giữ im lặng khi phía Hàn Quốc đề nghị hỗ trợ nhân đạo để giúp Bình Nhưỡng đối phó với đợt bùng phát COVID-19. Nhiều chuyên gia phỏng đoán có thể do vấn đề chính việc chính trị hóa viện trợ cũng là lý do chính khiến Triều Tiên chần chừ chấp nhận hỗ trợ. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin về dịch bệnh đậu mùa khỉ. Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan tại nhiều nước, các chuyên gia của Liên minh Phòng chống đại dịch từ nguồn gốc PPATS đã kêu gọi thế giới thực hiện tất cả các bước cần thiết để nhằm ngăn virus lan rộng trên toàn cầu. Tại kỳ họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Y tế Thế giới đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5, Hội nghị Y tế trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Giám đốc điều hành PPATS, tiến sĩ Nigel Caesar, cho biết có hơn 10 quốc gia đang ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gia tăng trong số những người chưa từng tới châu Phi, nơi đậu mùa khỉ được coi là căn bệnh đặc hữu trong thời gian gần đây. Bệnh đậu mùa khỉ đã được biết đến hơn 40 năm trước đây là một loại bệnh lây nhiễm từ động vật hoang dã sang người trong các khu rừng ở Tây và Trung Phi. Virus có thể lây từ người sang người. Trong khi các nhà khoa học đang cố gắng xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát hiện nay, tiến sĩ Caesar một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết nhằm giảm nguy cơ virus lây lan từ động vật sang người. Các biện pháp này bao gồm ngăn chặn hoặc kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động buôn bán động vật hoang dã, chấm dứt nạn chặt phá rừng, nâng cao sức khỏe cộng đồng tại các điểm nóng dịch bệnh, tăng cường dịch vụ chăm sóc thú y, an toàn sinh học trong chăn nuôi. Trong bối cảnh có nhiều đại diện chính phủ các nước tham gia kỳ họp lần này của Đại hội đồng Y tế Thế giới, PPATS kêu gọi Đại hội đồng chú ý hơn tới việc chấm dứt dịch bệnh ngay từ nguồn phát sinh thay vì chờ đợi một đại dịch mới bùng phát. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả ngăn chặn dịch, giảm tối đa chi phí và bảo vệ tốt nhất cho tất cả mọi người trước nguy cơ lây nhiễm bệnh từ động vật. Bên cạnh đó, tiến sĩ Chris Walzer, giám đốc điều hành tổ chức bảo tồn động vật hoang dã, cảnh báo sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ cho thấy trong thế giới siêu kết nối như hiện nay, các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có thể di chuyển nhanh chóng đến mọi châu lục, không còn nơi nào được coi là xa xôi và có thể bỏ qua nguy cơ dịch bệnh. Trước tình hình số ca nhiễm tăng mạnh như hiện nay, nhiều chuyên gia lên tiếng kêu gọi nhanh chóng ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan để bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay các đơn vị chức năng trong nước vẫn đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập. Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi thì dịch bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu có dấu hiệu lây lan rộng tại Canada, Mỹ khi hai quốc gia này phát hiện thêm nhiều ca mắc mới. Cơ quan y tế công Canada, PHAC vào ngày 26 tháng 5 xác nhận thêm 10 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Bắc Mỹ này. Trong thông báo, Cơ quan Y tế Công Canada PHAC cho biết, bên cạnh 16 ca đã được ghi nhận trước đó tại Quebec, hiện có thêm 26 ca nữa, bao gồm 25 ca ở Quebec và 1 ca ở Ontario. Thông báo cũng xác định khả năng có thêm các ca được ghi nhận trong những ngày tới khi Phòng Thí nghiệm Vi sinh Quốc gia thuộc PHAC tiếp tục nhận được các mẫu bệnh phẩm mới từ các địa phương gửi đến. Cùng ngày, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ cũng thông báo ghi nhận 9 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 bang ở nước này là California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia và Washington. Các quan chức Mỹ đánh giá sẽ có thêm các ca bệnh được phát hiện trong thời gian tới, trong khi CDC Mỹ đề nghị các bác sĩ và người dân cảnh giác với các triệu chứng bệnh. Trên tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ lây lan trên diện rộng khiến cho nhiều quốc gia tranh giành mua vaccine phòng ngừa, thì mới đây, quyền giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của châu Phi đã lên tiếng bày tỏ hy vọng tình trạng tích trữ vaccine từng được ghi nhận trong đại dịch COVID-19 sẽ không tái diễn trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ này. Trong tuyên bố của mình, quyền giám đốc CDC châu Phi Ahmed Okwell Omar nhấn mạnh rằng các vaccine cần được chuyển đến những nơi cần nhất và phải được phân phối công bằng. CDC châu Phi đang phối hợp với tất cả các quốc gia thành viên tại châu Phi để tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ và kêu gọi người dân tránh tìm kiếm vaccine nếu họ không có nguy cơ nhiễm virus. Vì điều này sẽ gây áp lực lên nguồn cung cho những người đang cần. Ông cho rằng các nguồn cung cấp vaccine phòng bệnh đậu mùa sẵn sẽ có được ưu tiên cho các nhân viên y tế và các khu vực đã xác nhận có ca mắc. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC thông báo, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các nước vốn hiếm ghi nhận căn bệnh này đã lên tới 219 người. Theo ECDC, đã có trên 10 nước hầu hết ở châu Âu báo cáo có ít nhất một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là lần đầu tiên chuỗi lây nhiễm này được ghi nhận tại châu Âu, vốn không có nhiều mối liên quan dịch tễ đến khu vực Tây hoặc Trung Phi. Hầu hết các ca mắc là nam giới trẻ, tự nhận có quan hệ tình dục đồng giới. Tổng số ca mắc bệnh trên thế giới ghi nhận đến ngày 25 tháng 5 đã cao gấp 5 lần so với con số 38 ca công bố ngày 20 tháng 5, thời điểm bắt đầu thống kê số người mắc bệnh này. Bệnh đầu mùa khỉ thường chỉ xuất hiện ở Tây Phi và Trung Phi. Bệnh được gọi là đầu mùa khỉ do lần đầu tiên được các chuyên gia của Đan Mạch phát hiện trên loài khỉ Makake từ năm 1958. Khoảng 12 năm sau. Những trường hợp đầu tiên trên người được phát hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo ở Tây Phi. Các nhà khoa học cho rằng không chỉ do tiếp xúc với khỉ, căn bệnh này còn có thể lây lan sang người thông qua tiếp xúc gần với chuột hoặc các loài gặm nhấm khác ở khu vực phía nam sa mạc Sahara. Kể từ đó, căn bệnh này đã lan sang các nước khác, nhưng nhìn chung đã được kiểm soát ở khu vực Tây Phi. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, số ca mắc đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở châu Âu và Bắc Mỹ. Do bệnh đậu mùa khỉ có liên quan đến bệnh đậu mùa nên đã có vaccine phòng bệnh, Bệnh đậu mùa từng làm hàng triệu người tử vong mỗi năm đã bị xóa sổ vào năm 1980 nhờ chiến dịch tiêm chủng trên toàn thế giới. Được biết, vaccine phòng bệnh đậu mùa có tác dụng phòng ngừa 85% đối với bệnh đậu mùa khỉ, dù hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian. Một số nước, trong đó có Mỹ, đã tích trữ vaccine phòng đậu mùa trong trường hợp bệnh này xuất hiện trở lại. Này có thể sử dụng vaccine này để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, điều này là không cần thiết bởi theo ý kiến của nhiều chuyên gia, bệnh đậu mùa khỉ không có nguy cơ trở thành đại dịch như COVID-19. Nối tiếp bản tin sẽ là một số thông tin xã hội trong nước. Thưa quý vị, hàng loạt vụ tai nạn thang máy thương tâm xảy ra do buông lỏng từ khâu cấp phép xây dựng đến kiểm định. Tuy nhiên thì việc kiểm định thang máy vẫn chưa được quan tâm. Đây là lỗ hổng trong quản lý chất lượng thang máy tại các nhà ở riêng lẻ. Chiều tối ngày 25 tháng 5, một vụ tai nạn liên quan thang máy ở Hà Nội khiến hai nam thanh niên tử vong. Công an quận Ba Đình cho biết hai nạn nhân là công nhân sửa thang máy đang sửa chữa thang máy cho công trình tại ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình thì gặp nạn. Trao đổi với báo chí, đại diện Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh cho biết căn nhà đã xây dựng được 7 năm và thực hiện đúng theo giấy phép xây dựng được cấp. Thời gian qua, chủ đầu tư chỉ bảo dưỡng sửa chữa lại hệ thống thang máy. Đại diện phường nói, hệ thống thang máy là thiết bị lắp thêm trong nhà, không phải hạng mục xây dựng nên phường không nắm được thông tin. Nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến sự cố thang máy đã xảy ra, trong đó có vụ rơi vận thang lồng đầu năm 2021 tại công trình thi công trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An, khiến 3 người tử vong và 8 người bị thương nặng. Nguyên nhân sự việc do công ty không có thẩm quyền kiểm định nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kiểm định nên không phát hiện các lỗi vận thang và hậu quả thảm khốc đã xảy ra. Hiện chưa có thống kê chính xác số gia đình sử dụng thang máy lắp thêm trong nhà, tuy nhiên theo đại diện Ủy ban nhân dân nhiều phường của Hà Nội, số gia đình lắp thêm thang máy là khá lớn, nhất là với các nhà liền kề, nhà ống cao từ 4 đến 6 tầng để thuận tiện sinh hoạt, khai thác tối đa diện tích của căn nhà khi cho thuê. Trái với thang máy chung cư, thang máy trong các nhà ở riêng lẻ gần như không được quản lý, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết khi cấp phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ không có phần cấp phép cho thang máy, bởi thang máy chỉ là một thiết bị công trình không nằm trong danh mục cấp phép xây dựng. Hiện thang máy được quy định về kiểm định do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Theo quy định, thang máy thuộc danh mục máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Việc lắp đặt, kiểm định được sử dụng thang máy được điều chỉnh cụ thể bởi thông tư 12-2021-TT-BLD-TBCX thuộc quy định kiểm định số QTKD 02-2021-BLD-TBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Đại diện công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol nhận định, kiểm định thang máy là quy định bắt buộc theo quy định của nhà nước. Việc này được thực hiện định kỳ tại các tòa nhà, văn phòng, doanh nghiệp. Nhưng đối với nhà dân, đa số chỉ yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng khi có sự cố hỏng hóc. Theo đơn vị này, thang máy mới sẽ có thời hạn kiểm định là 3 năm. Với những thang máy có thời hạn sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm và còn 1 năm đối với những thang máy đã sử dụng trên 20 năm. Có thể thấy, kiểm định thang máy không chỉ đảm bảo trong quá trình vận hành của thang máy mà còn đảm bảo an toàn cho người lao động và người sử dụng. Đây là việc mà những ai có lắp đặt thang máy trong nhà không nên bỏ qua. Vừa qua trên đường 30 tháng 6, đoạn qua địa bàn phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình xảy ra sự việc hai thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ, không chấp hành lệnh còn tăng ga bỏ chạy, tông trúng một thiếu tá cảnh sát giao thông khiến cho anh này bị thương và phải đưa đi cấp cứu. Chiều ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Lê Phạm Hoàng Duy, sinh năm 2002 và Nguyễn Quang Minh, sinh năm 2002, cùng trú tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Ninh Bình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Liêm, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B7 54995 vượt đèn đỏ. Lúc này thiếu tá Chung nhanh chóng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên hai nam thanh niên không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy và tông thẳng vào người thiếu tá Chung hậu quả thiếu tá trịnh đức trung bị thương phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình hai nam thanh niên bị bắt giữ ngay sau đó sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến bệnh viện thăm, tặng quà và động viên thiếu tá Trịnh Đức Trung. Liên quan đến một vụ tàu cá bị đâm chìm khiến cho 6 ngư dân bị rơi xuống biển, ông Võ Viết Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn khi hành nghề trên biển, tàu cá hung hãn đâm chìm tàu bạn. Sáng ngày 27 tháng 5, Ông Võ Viết Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một tàu cá của tỉnh bị một tàu cá khác đâm chìm, khiến 6 người dân rơi xuống biển. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 26 tháng 5, tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá số hiệu QT91588 TS Do ông Hoàng Ngọc An, sinh năm 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Do Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị điều khiển, bị tàu cá số hiệu QNA-90299TS tông chìm. Lúc này, trên tàu có 6 ngư dân, vụ va chạm khiến thuyền viên văng xuống biển. Rất may, 6 thuyền viên này sau đó được ngư dân trên tàu cá khác ở xung quanh cứu giúp, nên đã thoát chết. Đến 21 giờ cùng ngày, sáu thuyền viên gặp nạn được tàu cá của một ngư dân khác đưa vào đồn biên phòng Cồn Cỏ. Tại đây các ngư dân được kiểm tra chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần cũng như lấy thông tin cụ thể. Ước tính thiệt hại ban đầu sau vụ chìm tàu là khoảng 800 triệu đồng. Đây là những tàu cá thu mua hải sản trên biển. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong quá trình thu mua hải sản nên tàu cá QNA 90299 TS đã đuổi theo tàu cá QT91588 TS rồi tông thẳng khiến tàu cá này chìm. Sáu ngư dân đã rơi xuống biển. Trong tối ngày 26 tháng 5, đại diện lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi động viên các người dân gặp nạn, đồng thời tích cực phối hợp với ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 27 tháng 5, mưa rào và rông bao trùm khắp các vùng miền núi trên cả nước. Nhiều nơi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy, các bạn hãy nhớ mang theo áo mưa và cẩn thận khi đi đường, bởi mưa lớn có thể sẽ khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 27 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Chiều và tối nay, Tây Nguyên Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, cục bộ mưa to với lượng mưa trên 100 mm. Mưa dông ở hai khu vực này khả năng kéo dài đến khoảng 30 tháng 5, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng. Quảng Ninh, Thái Nguyên. Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to, gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong dông, Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa mưa to, vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.